Không biết bác sĩ có test hết các sản phẩm review không nhỉ? Bản thân mình khi lựa chọn một sản phẩm nào đó cho bệnh nhân thì trước tiên là mình đều test trên da của mình. Và khi test trên da thì mình thấy nó khá là phù hợp cho các bạn da dầu mụn, đặc biệt là các bạn đang điều trị. Vì sao mình lại lựa chọn 3B? Đối với kem dưỡng Repair của 3B thì bác sĩ thấy là nó sẽ có một cái kết cấu dạng nhũ tương. Khi bôi ở trên da thì bạn sẽ thấy được cái độ mềm mịn và thấm rất là nhanh. Ngoài ra thì nó sẽ không cho chúng ta có một cái cảm giác bít dính ở trên da. Ngoài ra về thành phần thì nó sẽ gồm có một số các thành phần phục hồi như là vitamin E hay bisabolol. Ngoài ra cái thành phần niacinamide 4% thì bác sĩ rất là hài lòng. Với cái thành phần niacinamide thì nó gần như là da nào cũng có thể sử dụng được và cái tác dụng của nó khá là rộng, từ xe nhỏ lỗ chân lông này, giảm viêm cho mụn này và có thể làm sáng da nữa. Với vai trò là bác sĩ thì mình sẽ khuyên là bệnh nhân nên sử dụng mỗi ngày, có thể là sử dụng cho cả sáng cả tối. Đối với sáng, nếu như chúng ta sử dụng cùng với kem chống nắng thì bôi một lớp thật là mỏng, còn đối với buổi tối thì chúng ta sẽ bôi sau một lớp serum nhé. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy một cái làn da của bạn khách, nó khá là nhiều mụn viêm, mụn mủ cũng có, mụn sưng đỏ cũng có, thâm sau mụn hoặc là sẹo lõm cũng đã có rồi. Thì bạn này có một cái tiền sử là đã tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng mà không đỡ, và sau khi đến khám tại Tivana thì bác sĩ đã xét lại liệu trình cho bạn. Với một cái mức độ mụn nặng như thế này thì bắt buộc là bác sĩ phải kê thêm thuốc uống, đó là isotretinoin. Và khi mà sử dụng thuốc uống thì các bạn có thể thấy là cái làn da của bạn ấy khá là khô, có một chút bong chóc nhẹ ở vùng cằm và vùng má hai bên. Bác sĩ có kê kèm theo kem dưỡng Repair của 3B. Sau quá trình điều trị là 3 tháng thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái đáp ứng rất là rõ rệt đối với cái làn da của bạn, là ngoài cái việc mà mụn hết rồi, nhưng mà chúng ta cũng thấy được là quan trọng nhất đó là nền da phải khỏe, nền da của bạn căng bóng đủ ẩm, có cái độ mướt nhất định. Kem dưỡng là một phần rất quan trọng của điều trị bởi vì là nó sẽ giúp da phục hồi. Bản thân mình đã có sử dụng Repair và sau đấy là thấy cái kết cấu của sản phẩm nó khá là phù hợp đối với bệnh nhân có cái làn da dầu mụn mà đang treatment.